Hôm nay mình xin được giới thiệu dòng họ AP24. Và đây, trước nhất chúng ta sẽ làm quen với em bé nhỏ xíu xinh xinh này nhé. Xin chào các bạn, mình là nước xịt thơm miệng AP24. Mình là người nhỏ nhất trong nhà này, nhưng mình rất được mọi người yêu thích vì sự tiện lợi của mình nè. Mình nhỏ gọn, mọi người có thể mang theo mình bất cứ lúc nào, và một chỉ cần xịt một cái thôi, mình sẽ làm mọi người có hàm răng thơm tho, hơi thở thơm tho suốt cả ngày luôn nha. Và đây mình xin được giới thiệu gia đình của mình nữa nè. Đây là bố của mình. Ồ, xin chào mọi người, tôi là kem đánh răng chị Cao Răng. Tôi đánh bật những bản bám và giúp cho các bạn có hơi thở thơm tho và hàm răng sáng sạch. Các anh chàng nào mà hút thuốc nè, uống cà phê, uống rượu bia, nhớ sử dụng tôi đó nha. Tôi sẽ đồng hành cùng các bạn. Đây là mẹ của em nè. Ồ, xin chào mọi người. Mình là kem làm trắng răng với hương vị vanilla và bạc hà. Mình sẽ làm cho mọi người có một hàm răng thật trắng và sáng nữa nè. Ồ, và đây nữa, mình muốn giới thiệu với các bạn mẹ của mình là nước súc miệng AP24. Ồ, xin chào cả nhà. Tôi là cái người già nhất trong cái gia đình này đó. Nhưng mà mọi người hãy nhớ đến tôi, vì tôi có một công dụng rất là đặc biệt. Sau khi mà các bạn đánh răng xong, hãy sử dụng tôi. Nước súc miệng AP24 sẽ giúp các bạn có một hơi thở thơm tho và nụ cười xinh. Và đây, cả nhà chúng tôi sẽ giúp các bạn có một nụ cười tỏa nắng, một hàm răng trắng sáng, hơi thở thơm tho. Xin chào cả nhà. Chương trình tự giới thiệu của gia đình chúng em đến đây là hết rồi.